Chào mừng các em đến kênh Huyền Liêm cho bài giảng. Hôm nay Huyền xin dẫn các em toán lớp 7 sẽ chương trình sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng, Huyền Liêm nhớ các quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Huyền Liêm để hay có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Và hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 1 chương 6 sách chương trình sáng tạo. Hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 5 nha. Như vậy là hôm trước khi mình đã học tiết 1, 2, 3, 4 rồi. Em nào chưa xem tiết 1, 2, 3, 4 thì các em có thể vào kênh Huyền Liêm. Các em vào, danh sách phát toán lớp 7 chương trình sáng tạo các em xem. Hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 5, câu số 6. Câu số 6 thì người ta nói là tại một xí nghiệp may, trong một giờ thì cả ba tổ ABC làm được tổng cộng là 60 sản phẩm. Cho biết là số sản phẩm làm được có ba tổ ABC tỷ lệ với số 3, 4, 5. Hỏi mỗi tổ sẽ làm được bao nhiêu sản phẩm trong một giờ. Như vậy là trước hết mình sẽ gọi x, y, z. Người ta yêu cầu mình, người ta hỏi là mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm thì mình sẽ gọi x, y, z, sau đó mình sẽ tính tiếp không? Đúng này. Như vậy gọi số sản là gọi số sản phẩm làm được trong một giờ của ba tổ. ABC lần lượt là X, Y, Z. Các em nên đặt là ABC luôn cũng được. Mình đặt là X, Y, Z cho nó phân biệt. Như vậy ở đây người ta nói là số sản phẩm làm được qua tổ tỷ lệ của 3, 4, 5. Đúng này. Nên mình sẽ có là X phần 3 sẽ bằng Y phần 4 và sẽ bằng z bằng 5. Đúng này. Như vậy để theo đề bài ta có như vậy theo đề bài ta có như vậy ở đây người ta nói là trong một giờ cả ba tổ làm được 60 sản phẩm, cũng là x cộng y cộng z sẽ bằng 60. Đúng không? Và số sản phẩm làm được của ba tổ tỷ lệ với 3, 4, 5 cũng là x phần 3 sẽ bằng y phần 4 hoặc sẽ bằng z phần 5. X phần 3 sẽ bằng y phần 4 bằng z phần 5. Giờ bây giờ mình sẽ áp dụng tính chất của giải tỷ số bằng nhau. Giờ mình sẽ viết lại tỷ số này, sau đó mình bằng tiếp. Giờ như mình thấy là ở đây mình có là x cộng y cộng z bằng 60 nên mình sẽ bằng tiếp. Mình sẽ lấy ba cái tử cộng là x cộng y cộng z. Và phía dưới cũng là ba cái mẫu cộng nhau. 3 cộng 4 cộng 5. Như giờ x cộng y cộng z mình thấy bằng 60. Đúng này. Còn 3 cộng 4 thì sẽ là 7. 7 cộng 5 bằng 12. 60 chia cho 12 sẽ bằng bao nhiêu? 60 chia 12 sẽ bằng 5. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ tính được x, y, z thôi. Suy ra. X sẽ bằng. Như giờ x phần 3. X phần 3 bằng 5. Có nghĩa x sẽ bằng 5 nhân 3. Hoặc là 3 nhân 5 cũng được. Đúng này. 3 nhân 5 sẽ bằng 15. Bây giờ mình sẽ tính đi. Như y phần 4 sẽ bằng 5. Có nghĩa y sẽ bằng 4 nhân 5 hoặc là 5 nhân 4 cũng được bằng 20. Và cuối cùng z. Z phần 5 sẽ bằng 5. Như z sẽ bằng 5 nhân 5. Sẽ bằng 25. Như vậy mình kết luận là vậy. Số phần sản phẩm làm được trong một giờ của ba tổ lần lượt là 15
20 qua 25 được này. Giờ như là mình xong câu số 6 nha. Giờ câu số 6 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video để biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 7. Một công ty có 3 chi nhánh ABC, kết quả kinh doanh trong tháng vừa qua ở các chi nhánh AB có lãi, còn ở chi nhánh C thì lỗ. Cho biết số tiền lãi lỗ qua chi nhánh ABC tỷ lệ của số 3, 4, 2. Tìm số tiền lãi lỗ của mỗi chi nhánh trong tháng vừa qua. Biết rằng trong tháng đó thì công ty lãi được 500 triệu đồng. Như vậy mình sẽ làm tương tự, chứ không mình cũng gọi là XYZ là số tiền lãi của 3 chi nhánh đúng này. Số tiền lãi lỗ của ba chị như thế mình sẽ dễ gọi. Số tiền lãi của hai chị nhánh AP lần lượt là XY và số tiền lậu của chi nhánh C là Z. Giờ như là mình có là số tiền lãi lỗ qua chi nhánh ABC tỷ lệ với 3 cũng hai đúng không? Số tiền lãi lỗ của 3 chi nhánh ABC tỷ lệ với các số 3, 4, 2 nên mình sẽ có là x phần 3 sẽ bằng y phần 4 và bằng z phần 2. Và ở đây người ta nói là số tiền lãi lỗ, tìm số tiền lãi lỗ của mỗi chi nhánh, biết rằng trong tháng đó công ty lãi là 500 triệu đồng. Đúng này. Như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là x cộng y trừ z sẽ bằng 500 triệu nha.
công số tiền lãi lậu. Của công ty là khi mà sẽ lấy x cộng y trừ z, lỗ thì có nghĩa là trừ đúng không nào, còn lại thì dấu cộng sẽ bằng là 500 triệu. Triệu đồng, đơn vị là triệu đồng. Giờ bây giờ mình sử dụng tính chất của giải tỷ số bằng nhau ta coi. Giờ mình sẽ có tỷ số này, sau đó mình sẽ bằng tiếp. Giờ mình sẽ lấy x cộng y trừ z. Giờ như vậy mình sẽ cái mẫu mình làm tương tự là 3 cộng 4 trừ 2. X cộng y trừ z sẽ bằng bao nhiêu? Thì sẽ bằng 500 triệu. Mình sẽ lấy số 500 thôi. Đơn vị triệu đồng mình sẽ tính sao? 3 cộng 4 sẽ bằng 7, 7 trừ 2 bằng 5. 500 chia 5 thì bằng 100. Giờ bây giờ mình sẽ tính được x đi gì? Xia x bằng như x phần 3 bằng 100, có nghĩa x sẽ bằng 3 nhân cho 100, hoặc là 100 nhân 3 cũng được, sẽ bằng 300. Y sẽ bằng y phần 4 bằng 100, có y sẽ bằng 4 nhân cho 100, sẽ bằng 400. Và cuối cùng z sẽ bằng như vậy, z phần 2 sẽ bằng 100, có nghĩa z sẽ bằng 2 nhân 100, sẽ bằng 200. Vậy mình kết luận là số tiền lãi lỗ của chi nhánh sẽ lần lượt là vậy, mình trả lời là trong tháng đó chi nhánh A lại 300 triệu đồng. Chi nhánh B cũng lại được 400 triệu đồng. Còn chi nhánh C thì là bị lỗ, đúng không? Hai trăm triệu đồng. Giờ như vậy là mình xong câu số 7 nha. Giờ câu số 7 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm tiếp câu số 8. Câu số 8 chứng minh rằng từ tỷ lệ khớp A phần B bằng C phần D, ta suy ra được tỷ lệ khớp sau. Câu A là phía trên là A cộng B, phía dưới là phần A cộng B phần B sẽ bằng C cộng D phần D. Như vậy từ tỷ lệ khớp này mà suy ra tỷ lệ khớp này. Giờ hãy sẽ làm câu A như sau. Câu A ta có giờ mình sẽ có A phần B bằng C phần D. A phần B bằng C phần D. C. Như mình sẽ có hai phân số bằng nhau. Bây giờ mình sẽ cộng hai quế cho một thì dấu bằng không thay đổi, đúng không? Như vậy có nghĩa là A phần B
cộng 1 sẽ bằng C phần D cộng 1 cộng 2 quế cho 1 khi do bằng không thay đổi. Đúng rồi. Giờ suy ra tiếp. Giờ như vậy là số là 1 này khi mình có thể biến đổi thành B phần B. Qua số 1 này mình có thể biến đổi thành D phần D. Như vậy có nghĩa là A phần B cộng cho B phần B sẽ bằng C phần D cộng cho D phần D. 1 thì chính D phần D chính là số 1. Tử mẫu giống nhau thì chia nhau sẽ bằng 1. Giờ bây giờ mình thấy đây là phép cộng hai phân số cùng một số, mình sẽ gom lại một số chung. Bên đây cũng vậy, mình sẽ gom thành một số chung. Đúng rồi. Như vậy xuống dần mình sẽ suy ra tiếp. Như vậy gom một số chung là A cộng B giờ mẫu B chung bằng giờ C cộng D mẫu B chung mẫu D chung. Đúng rồi. Như vậy mình đã chứng minh xong câu này. Từ tể thức này mình sẽ biến đổi sẽ gia thành tể thức này. Đúng rồi. Như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B thì mình sẽ từ tỉ lệ thức là A phần B bằng C phần D thì mình suy ra tỉ lệ thức là A trừ B phần B qua C trừ D phần D. Như mình thấy là tỉ lệ thức trên dưới và phía trên và phía dưới khác nhau một chỗ, là trên phía dưới là ở trên là dấu cộng, phía dưới là dấu trừ. Nên mình sẽ biến đổi tương tự, mình khai cộng 1 khai quy, mình cộng 1 thì mình sẽ trừ 1 không? Đúng không? Do câu B mình sẽ làm tương tự. Thay vì cộng 1 thì mình sẽ trừ 1, ta cộng. Như vậy mình sẽ có tỉ lệ thức này. Đúng rồi. Giờ C. Bây giờ mình sẽ trừ 1 hay quên. Thì đẳng thức không bị thay đổi. A phần B. Thay vì cộng 1 mình sẽ trừ 1. Thì cũng vậy thôi. Đúng rồi. Giờ C phần D trừ 1. Giờ C ra tiếp. Giờ 1 mình sẽ biến đổi thành B phần B, còn một bên đây mình sẽ biến đổi thành D phần D. Như A phần B trừ cho B phần B. Bên đây là C phần D trừ cho D phần D. Giờ suy ra tiếp. Như vậy mình thấy là mẫu số chung là B gồm là mẫu số chung là D gồm là đúng này. Như vậy sẽ biến đổi thành A trừ B. Mẫu số chung là B bằng C trừ D, mẫu số chung là D. Như vậy mình đã suy ra được câu B đúng này. Như mình xong câu E. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu C. Như vậy câu C thì mình sẽ từ tỉ lệ thức A phần B bằng C phần D, mình sẽ biến đổi suy ra được cái tỉ lệ thức là A phía dưới là A cộng B, đây là C phía dưới là C cộng D. Như mình thấy là cái biểu tỉ lệ thức của câu C và câu A nó như thế nào cũng nha. Mình thấy nó hơi ngược ngược nha. Giờ như vậy là mình sẽ làm như sau. Thầy sẽ làm câu C. Giờ như giờ ta có là A phần B sẽ bằng C phần D. Đúng rồi. Và mình có cái gì nữa? Mình có là A cộng B phần B bằng C cộng D phần D. Đúng rồi. Như vậy phần này mình đã chứng minh câu A thì mình có thể lấy là sạc nha. Nên
Giờ như mình sẽ có hai tỷ thức này thì bây giờ mình sẽ biến thành một tỷ lệ quá khứ 3 bằng cách lấy a phần b chia cho này sẽ bằng cái này chia cái này trong này. Như vậy sẽ bằng a phần b chia cho a cộng b phần b. Sẽ bằng giờ c phần d chia cho cái tỷ số này, c phần d chia cho tỷ số là c cộng d phần d. Đúng này, từ hai tỷ lệ thức này mình suy ra tỷ lệ thức thứ ba. Giờ sau đó mình suy ra tiếp thì phép chia mình sẽ biến thành nhân đảo ngược, đúng không? Suy ra tiếp nhé, a phần b chia biến đổi thành phép nhân, cái này mình sẽ đảo ngược lại, như là b ở trên phía dưới là a cộng b. Giờ c phần d viết lại chia biến thành phép nhân, đảo ngược cái này là d ở trên c cộng d phía dưới. Giờ suy ra tiếp, như vậy mình thấy là nhân hai phân số thì mình lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, b trên b dưới biến mất, còn lại là a phía trên phía dưới là a cộng b, a ở trên phía dưới là a cộng b. Và giờ bên đây cũng vậy, nhân hai phân số mình lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, d trên d dưới biến mất, còn lại là c phân phía dưới là c cộng d. Như mình đã chứng minh xong, mình đã suy ra xong, từ tỷ lệ thức này mình suy ra tỷ lệ thức này đúng này. Giờ như là mình xong câu số 8 nha. Giờ câu số 8 cái hiệu bài các em sẽ bấm click video hãy biết kèm hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dạng dễ, nếu các em thấy dạng dễ thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.